Tháng 7 cô hồn, được trời thương Phật độ, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Đinh Tỵ đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tin tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng người tuổi Đinh Tỵ là một trong những con giáp lội ngược dòng số phận mà hóa hung thành cát nhờ có được các sao cát tinh soi chiếu, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có được cơ hội trúng số độc đắc, trúng thưởng là rất lớn, sẽ giúp cho quý anh chị thay đổi cuộc đời từ đây và được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể của quý anh chị tuổi Đinh Tỵ trong tháng 7 âm lịch tới đây sẽ diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây xin mời quý anh chị tuổi Đinh Tỵ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Tháng 7 cô hồn, được trời Phật thương tình, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ, nếu biết được điều này. Nổi tiếng là con giáp bí ẩn và khó hiểu nhất trong vòng tròn 12 con giáp, người tuổi Đinh Tỵ vừa khiến người ta tò mò, bị thu hút lại vừa khiến đối phương phải dè chừng, bởi không ai có thể đoán được nội tâm của họ, thông minh quyết đoán và cứng đầu. Người cầm tinh con rắn một khi đã đưa ra sự lựa chọn cá nhân, thì không ai có thể thay đổi được quan điểm của họ. Tuổi Đinh Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Ở Việt Nam, rắn được coi là loài động vật rất nguy hiểm, nọc độc của nó là thứ vũ khí lợi hại có thể giết chết một con người. Bởi vậy, người ta thường có quan niệm rằng không nên tin tưởng quá nhiều vào người tuổi Đinh Tỵ. Rắn khiến con mồi mất cảnh giác. Bởi sự di chuyển nhẹ nhàng của mình, nó nhanh chóng tiếp cận con mồi. Khi thời cơ thích hợp đã đến, nọc độc sẽ là thứ vũ khí lợi hại để rắn tấn công và hạ gục đối thủ. Những người tuổi Đinh Tỵ khi hành động cũng rất cẩn thận, bình tĩnh và không bao giờ tỏ ra nóng vội, nao núng. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Tuổi Đinh Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống, họ có sở thích, thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của người tuổi Đinh Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu, họ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Dù biết điều đó tốt cho mình, nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Đinh Tỵ không cho phép họ tuân theo lời chỉ bảo của bất kỳ ai. Tuổi Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác, nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả nợ những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Tuổi Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Đinh Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Họ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác, dù là những người tuổi Đinh Tỵ cần. Tuy nhiên, tuổi Đinh Tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình, họ không lộ liễu khiến người khác phật lòng, ngay cả khi tức giận, người này cũng kiềm chế cảm xúc, giấu kín trong lòng. Tuổi Đinh Tỵ thận trọng trong mọi mối quan hệ, dù tuổi Đinh Tỵ thân thiết đến đâu, anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi Đinh Tỵ không tin tưởng người khác, nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài, điều đó khiến đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay thù. Nếu như ai đó cố tình hãm hại mình, tuổi Đinh Tỵ sẽ ôm thù hận trong lòng và tìm mọi cách để trả thù. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, đối với họ mọi sai lầm đều phải trả giá.
Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chứa rất nhiều tình cảm. Tuổi Đinh Tỵ dễ xúc động và mủi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ. Bởi vậy, họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khác khi có thể. Họ bận rộn với những kế hoạch, mục tiêu trong tương lai của mình. Chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không cho phép bản thân mình được chán nản, buông xuôi. Trong những lúc khó khăn, động lực duy nhất giúp họ vượt qua là tình yêu thương và sự quan tâm của những người tuổi Đinh Tỵ trong gia đình. Tuổi Đinh Tỵ ngày đêm suy nghĩ vì sự nghiệp lớn lao của mình, đôi khi họ làm việc quá căng thẳng, dẫn đến stress nặng nề. Những người này cần phải tham gia vào các hoạt động thể thao để rèn luyện cơ thể và giải tỏa những muộn phiền trong lòng mình. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can Canh Kim, địa chi Thân Kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Người tuổi Đinh Tỵ đón tháng 7 âm lịch với cục diện lục hợp tốt đẹp nên có thể yên tâm ngủ ngon giấc khi mọi khó khăn sẽ qua đi để nhường chỗ cho những điều thuận lợi đến với bạn. Trong tháng mới này, vận trình công danh, sự nghiệp của những chú rắn khá lý tưởng, những khó khăn trở ngại trước đó đều được bạn nhanh chóng tìm cách khắc phục và xử lý kịp thời, không để lại hậu họa về sau. Khởi đầu thuận lợi, tạo bước đà cho những kế hoạch về sau được triển khai một cách trơn tru hơn, chỉ cần chú ý. Để nắm bắt thời cơ thể hiện mình, con giáp này sẽ có không ít cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian phát triển. Cùng với những suôn sẻ trong công việc, đường tài lộc của bạn cũng có khởi sắc, không hề kém cạnh chút nào. Tháng 7 là tháng cô hồn, dân gian quan niệm sẽ có nhiều điều xui xẻo, nhưng có lẽ điều này đúng với người khác, chứ người tuổi Đinh Tỵ vẫn còn may mắn lắm. Nhất là khi có thực thần chiếu mệnh, đường kinh doanh của bạn khá vượng phát, các mối làm ăn đều thuận lợi, thậm chí có người còn được hưởng lộc trời ban. Quý nhân dẫn dắt nên túi tiền càng thêm rủng rỉnh, khoản tích lũy tăng dần cho những dự định quan trọng trong tương lai. Điều duy nhất khiến bạn phiền lòng trong tháng này có lẽ đến từ sức khỏe của bạn tuổi Đinh Tỵ, nguyệt lệnh đi vào đất bệnh. Thể trạng của con giáp này khó mà tốt được, có thể là bệnh cũ tái phát hoặc bệnh vặt nhưng không điều trị dứt điểm khiến bản mệnh lao đao một phen. Không chỉ thuận lợi trên con đường phát triển sự nghiệp và đường tình duyên của tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ cũng gặp khá nhiều may mắn. Nữ mệnh sau khi kết hôn, được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực, còn nam mệnh sẽ lấy được người vợ đảm đang, đôn hậu. Chi tiết cụ thể từng phương diện chính như sau. Về sự nghiệp, người tuổi Đinh Tỵ bước vào tháng Canh Thân, được hưởng cát khí từ cục diện nhị hợp, nên vận trình sự nghiệp có nhiều bước phát triển thuận lợi, công việc được lãnh đạo trọng dụng. Bạn nên tranh thủ thời gian trong tháng mà phát huy khả năng của bản mệnh, cơ hội nhận nhiều ưu đãi sẽ giúp bạn thăng tiến, cải thiện chất lượng nhiều mặt của cuộc sống. Một số dự án bị trì trệ hoặc gặp trục trặc trước đó cũng được khơi thông ở thời điểm này. Bản mệnh hoàn toàn có thể kê cao gối ngủ yên khi mọi việc đều nằm trong tầm tay của mình. Có điều tuổi Đinh Tỵ khá tham vọng, muốn ôm đồm nhiều việc cùng lúc nên đôi khi cảm thấy áp lực và chưa thực sự hài lòng với những gì mình đạt được. Khi đó, bạn sẽ để cho lửa tham vọng dẫn dắt bản mệnh, hành động mạnh mẽ hơn nữa, kéo theo mức độ cạnh tranh cũng càng ngày càng cao hơn. Trong tháng có cát tàng hung, công việc tốt đẹp, nhưng cũng khó tránh áp lực từ đồng nghiệp, lãnh đạo hay từ chính bản thân bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không vì chút trở ngại mà chùn bước, thì kết quả tháng này vẫn khá hứa hẹn, mọi sự nỗ lực của bạn rồi sẽ tiến triển tốt và nhiều thu hoạch. Nên nhớ, luôn đổi mới và sáng tạo để gặt hái thành công. Giữa tháng, cơ hội phát huy tài năng của bạn sẽ xuất hiện, đừng để người khác nghi ngờ năng lực của bạn nữa nhé. Trong tháng có sao Thái Âm xuất hiện, mang theo vận quý nhân là nữ giới khá vượng, nếu cầu cứu sự trợ giúp từ ai đó, bạn hãy nhờ một vài người bạn là nữ của mình, họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh sự nghiệp. Ngoài ra, tháng này được xem là tháng cô hồn, nên bạn làm gì cũng phải từ tốn, tính toán thật kỹ, nhất là trong việc ký kết hợp đồng làm ăn lớn. Người xưa có câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nếu có thể bạn nên hoãn kế hoạch giao dịch lớn trong tháng 7 âm để tránh xui xẻo. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 7 năm 2023 nhận thấy, cùng với những suôn sẻ trong công việc, đường tài lộc của con giáp tuổi Đinh Tỵ cũng khởi sắc, chẳng hề kém cạnh chút nào. Tháng 7 là tháng cô hồn, dân gian quan niệm sẽ có nhiều điều xui xẻo, nhưng có lẽ điều này đúng với người khác, chứ người tuổi Đinh Tỵ vẫn còn may mắn lắm. Nhất là khi có thực thần chiếu mệnh, đường kinh doanh của những chú rắn khá vượng phát, các mối làm ăn đều thuận lợi, thậm chí có người còn được hưởng lộc trời ban. Quý nhân dẫn dắt
nên túi tiền ngày càng thêm rủng rỉnh, khoản tích lũy tăng dần cho những dự định quan trọng trong tương lai. Ngay từ đầu tháng, bạn vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, dẫn tới phá tài. Thứ tài, tuy thăng tiến, nhưng làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, tham lam khiến bạn mất cả tiền, lẫn tài. Một số người, tuy chưa thấy lợi nhuận về ngay trong thời gian này, nhưng đã nhìn thấy những tín hiệu cực kỳ tích cực, đáng để mong chờ trước mắt. Còn những ai trước đây gặp khó khăn về tài chính cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ một số người có kinh nghiệm. Nhờ đó, đầu tư dễ có lợi nhuận, công việc thuận lợi cũng mang lại cho bạn thu nhập đáng kể để trang trải những khoản nợ của mình. Hết sức lưu ý, tháng cô hồn này, bạn cũng nên hạn chế tiến hành những việc lớn như động thổ, mua nhà cửa, xe cộ, tích trữ vàng để tránh gặp phải xui xẻo. Về phương diện tình cảm, xem tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, các cặp đôi đã kết hôn đã lâu nhưng tình cảm vẫn mặn nồng theo năm tháng. Tuy vậy, cả hai vẫn cần nêm gia vị kịp thời cho mối quan hệ hiện tại, tình cảm luôn được bồi dưỡng hâm nóng thì sẽ bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, điều khiến bạn phiền lòng lớn nhất trong tháng này có lẽ đến từ sức khỏe của bản mệnh, nguyệt lệnh đi vào đất bệnh. Thể trạng của con giáp này khó mà tốt được, có thể là bệnh cũ tái phát hoặc bệnh vặt nhưng không điều trị dứt điểm, khiến bản mệnh lao đao một phen. Ăn uống kém ngon miệng, ngủ không đủ giấc, thời gian nghỉ ngơi càng chẳng có đủ, sức khỏe cứ thế mà bị hao mòn từng ngày. Hơn nữa, vì làm việc với cường độ cao nên cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải, sức đề kháng giảm sút, thể trạng dễ ốm yếu, bệnh tật liên miên. Thậm chí, trường hợp nặng còn có thể phải can thiệp y tế, cho nên bạn cần theo dõi từng thay đổi của cơ thể để có phương án chữa trị kịp thời. Sức khỏe là tài sản vô giá mà bạn không thể xem thường, kẻo đến khi mất đi mới hối hận cũng đã muộn. Do đó, tuổi Đinh Tỵ cần phải chịu khó bồi dưỡng, tầm bổ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, nếu có tập luyện thêm thể dục, thể thao thì càng tốt hơn nữa. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp, dự báo tuổi Đinh Tỵ gặp thái âm và âm sát chiếu mệnh, nên vận trình của bạn có hung cát đan xen. Con giáp này có sự nghiệp vững vàng, nhất là các bạn nữ tuổi Đinh Tỵ, bạn luôn là người nói được, làm được, không thích hứa suông, ghét nịnh bợ, nên khá được lòng cấp trên, được khách yêu thương nhiều hơn, có lộc thì cứ vô tư mà hưởng thôi. Đường tiền bạc gặp âm sát thì phải cẩn thận bị lừa tiền trắng trợn, nhất là những chiêu trò lừa đảo qua mạng. Qua điện thoại, người nào muốn vay vốn làm ăn, mua nhà, mua xe nên tránh tuần này ra, không phải là thời điểm tốt cho các bạn. Đường tình cảm mặc dù không có gì đáng lo ngại, nhưng tử vi cũng khuyên tuổi Đinh Tỵ cần bớt tin người hơn. Bạn bè chơi với nhau đừng hết mình, hãy chừa lại cho bạn một đường lui, phòng lúc bạn bè trở mặt. Tuổi này cũng cần củng cố lại tinh thần bằng chuyến đi xa hoặc gặp gỡ bạn bè. Quý nhân hợi, tiểu nhân, thìn, màu sắc may mắn, nâu, tím, con số phát tài 55, 71, 02. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Bước sang tuần mới, tử vi của 12 con giáp cho thấy may mắn đầu tiên của tuổi Đinh Tỵ là có thiên đức cát tinh nâng đỡ, thời gian qua bạn đã vất vả nhiều rồi, đây là lúc bạn được bù đắp lại đó. Về chuyện công việc, hãy ưu tiên cải thiện phương pháp để tăng năng suất làm việc của mình. Tuổi Đinh Tỵ là người có năng lực, lại điềm tĩnh, nên cứ cố gắng là sẽ được ơn trên phù hộ. Kinh doanh, buôn bán thì có khách túc tắc đều đều, giữa thời buổi khó khăn này, hãy giữ sự lương thiện, chính trực thì bạn sẽ không sợ mất lộc. Đường tiền bạc sẽ tốt đẹp lên, người làm kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu hơn cả, nhờ chính tài và thực thần. Tuần này chắc chắn sẽ có lộc ăn uống, tiệc tùng, quà cáp đến với tuổi Đinh Tỵ, hãy đón nhận mọi lộc lá lớn nhỏ bằng tinh thần thoải mái nhất nhé. Gia đình hòa thuận êm ấm, giúp bạn cảm thấy an tâm và vui vẻ. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế tham công tiếc việc, để dành thêm thời gian quan tâm, trò chuyện với người thân nhiều hơn, giúp tình cảm giữa các thành viên thêm phần gắn kết. Quý nhân, Mão, Sửu, tiểu nhân, Thân, Mùi, màu sắc may mắn, xanh dương, đen, con số phát tài 45, 81, 19. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuần này tuổi Đinh Tỵ cực may mắn, nhờ có tử vi và thiên vu nâng đỡ, một tuần hứa hẹn nhiều thành công đến trong sự nghiệp của con giáp này.
Dưới sự che chở của Cát Tinh, người tuổi này càng thêm tự tin vào con đường mình đã chọn. Tuổi Đinh Tỵ là người thông minh, nhanh nhẹn, không bảo thủ nên đi lên khá nhanh. Những bạn trẻ đang chật vật trong công việc thì tuần này sẽ được gỡ nút thắt, làm ăn suôn sẻ hơn hẳn. Tuổi Đinh Tỵ luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì bạn đang hơn khối người. Tuần này các bạn không phải lo về cơm ăn, áo mặc, gia đình sung túc, ngày càng thịnh vượng. Tuy nhiên, bản mệnh nên cẩn thận, kẻo trao lòng tốt sai chỗ, gặp kẻ ăn cháo đá bát. Gia đạo êm ấm, bản mệnh hạnh phúc, nhìn con cháu hòa thuận và luôn quan tâm chăm nom mình. Quý nhân, Tuất, Thìn, tiểu nhân, Hợi, Dần, màu sắc may mắn, trắng, vàng, con số phát tài, 12, 38, 66. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Tuần mới tuổi Đinh Tỵ gặp hung tinh đại hao nên không tích tụ được tiền bạc, nhưng may mắn còn có hữu bật nâng đỡ nên không phải lo lắng quá nhiều. Vận trình được quý nhân che chở, dù trong tình huống khó khăn nhất cũng sẽ sớm tìm được lối thoát và phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, tuần mới này tuổi Đinh Tỵ không nên tham công tiếc việc hay làm ăn lớn kẻo đổ bể, hãy an phận thủ thường rồi may mắn sẽ quay về với bạn. Đường tiền bạc hao hụt khá nhiều, đại hao cảnh báo trước con giáp này dễ mất tiền, mất của vô tội vạ. Tốt nhất tuổi Đinh Tỵ nên chuẩn bị trước tâm lý, cho dù phải đối diện với những trắc trở nào, cũng lấy đó làm bài học mà rút kinh nghiệm, mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt. Tuần này mưu sự dễ thành, gia đạo ấm êm, con cái học hành chăm ngoan, giúp bạn đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bạn cần hạn chế dùng đòn roi dạy con cái, dùng lời lẽ khó nghe để tranh cãi với người nhà, hãy dịu dàng hơn thì đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Quý nhân, Mùi, Thân, tiểu nhân, Ngọ, Dậu, màu sắc may mắn, đen, vàng, con số phát tài, 23, 61, 72. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong tháng 7 âm lịch. May mắn ngút ngàn, tắm mát dưới cơn mưa tài lộc, chạm tay vào đâu cũng thành vàng. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng riêng là tiết Tân Xuân, người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này có nhiều tham vọng, mơ ước cao xa, nếu cố gắng thì cũng có chút thành tựu. Có thể nói, người tuổi Dần sinh tháng riêng không phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều. Tính cách vui vẻ, hoạt bát, mệnh chủ được nhiều người yêu mến, dương khí vượng, ý chí ngất trời, có điều tiền đồ không được thoáng đáng. Chính vì thế mà muốn làm nên đại nghiệp vô cùng khó. Trong suốt cuộc đời, người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 1 âm lịch, hiếm khi nào được quý nhân phù trợ, tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, nhưng người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó bề thi triển sức mình, muốn giành được thành công chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng, nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời thì có thể thay đổi vận mệnh, có được những gì mình muốn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương, tuy một đời không phải đại phú, đại quý nhưng vẫn được xem là người có phúc. Sinh vào tháng này trong năm, người tuổi Đinh Tỵ tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng. Họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến, tùy theo từng tình huống, tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình. Dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết Mang Trùng, người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng này trong năm, có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi thông minh, họ còn giỏi quan sát thời thế nhân tâm, nên mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan trở ngại, để giành lấy những gì mình muốn. Gia vận hưng vượng, chuyện các khánh cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Người tuổi Đinh Tỵ, sinh tháng 5 âm may mắn, được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều, là người nhanh nhạy và tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông rộng mở. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng này là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng
nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng, nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Nhờ tài năng đức độ, tích đức hành thiện, người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này không phải chịu nhiều vất vả cơ cực trong đời. Được hưởng cuộc sống an lạc thảnh thơi, phú quý trường kiều, bạn bè ở khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.